Chơi chạy thẳng đây xin rồi bắt ta đem kém từ dưới. Nó chắc té cái mẹ mày nè. Cũng cái gì đáy luôn hay vậy? Mày xuống thôi. Mày nấp ở đây mình còn phát hiện. Mày qua cái kia đi. Em lên. Đâu? Mày đâu qua tay kia gạt má hay kiếm chắc. Làm đây đây làm gì vậy? Em hái chiếc cá. Chiếc cá thì thịt lè có đâu chín đâu ăn. Không, em đang hái. Xuống đây té bà nội vậy. Ngoại, trả cho ngoại hả? Cho con gì vậy? Con bắt đâu chạy? Chạy bắt. Tại vì cái khi con bắt con thấy con ngủ dậy thấy con chó nhà cái tự mẹ con quýnh con quá trời quá đất luôn. Tự nhiên cái ngoại điện nói con cắp chó gì vậy? Con cắp chó không? Bắt gì tội nó gì vậy? Con bắt đâu tự nhiên ngoại để thừa con. Bắt gì luộc hả? Luộc cái gì? Ai bắt cái luộc? Tự nhiên đứa nào bắt chó con ngoại nói con. Tự nhiên sao bà ngoại điện mẹ con chi vậy? Điện đó là tôi nghe là bắt chó tao điện lại sợ. Con bắt chó ngoại đâu? Ai nói ngoại con bắt chó? Mày với ngoại bắt chạy đi bà. Ai nói? Huy nói. Bà nội cha nó rảnh dữ thiệt. Mẹ em chạy chó nè, con bắt đâu? Vụ gì? Gì ngoại? Vụ gì á? Tự nhiên cái bà ngoại điện lên nói mẹ con là thằng Thượng Gần nó bắt con chó của tao. Con quăng chó đâu? Tại vì cái bả sách kem quýnh con quýnh tới tắt con chuyện luôn. Ồ, đâu phải người lấy đâu, hồi bữa tao thấy rõ ràng là cái con thương mất nết nó lấy nó bắt rồi thằng Hoài ngồi sau ôm đội cái nón bảo hiểm quay ngược ra sao? Hai đứa nó chạy thì đập điện chứ đâu? Ai lấy? Con Thương với thằng Hoài á. Cuối cùng là ai? Con Hoài Thương hả? Con Thương mất nết với thằng Hoài á là hai đứa nó bắt rồi thằng Hoài ngồi sau ôm đi con Thương nó chở. Ngoại đỡ nóng, bảo hiểm quay ngược ra sao nó chạy đây. Bà nội cha vậy mà nó kêu con lấy. Bà nội cha tới chị con nè. Nào ngoại chó ngoại nào mà giữ đi. Con không lấy đâu, tự nhiên cái điện lên cho bá con quýnh con chặt. Con Hoài Thương này, Hoài đâu rồi? Hoài đâu rồi? Con Thương mất nó trên cây kìa đó, rồi thấy nó trốn đó. Ê. Trời ơi. Bà nội cha mày tới công chuyện với tao rồi con. Nhưng mà cái lẹ ngoại đây. Ôi xuống đây đi bà. Kêu rồi. Mày muốn xuống chưa? Ai cha mày. Ai bắt con chó? Em biết đâu. Anh hai bắt bà. Bà nội cha mày cậu bảy nói mày bắt. Cậu bảy ơi. Cậu bảy đây. Ai bắt con chó? Đậu xanh mày, đậu xanh mày. Hôm qua mày cũng nói là tao bắt con chó đúng không? Không. Đúng không? Không phải gì đâu. Cái gì đâu? Mày nói cho ai nói? Mày với con Ly con Hoài Thương. Đậu xanh mày. Mày có tin mày là mày là ngày năm sau đám giỗ luôn không? Con đi đâu? Ai đâu? Đâu? Còn con Ly gáo xuống đây. Mày xuống đây. Mày quên nó mày. Quên nó mày. Nó cho đi đầu thai luôn giờ tới đâu? Dạ sao? Thấy tiếng chuyện không? Bà nội cha mày. Còn con này xuống đây tao. Bây giờ mày muốn mấy lỗ? Mày muốn mấy lỗ? Quay về đây con trai à, con trai à, về đây con trai. Ai xuống không được? Mày xuống không? Tao hỏi mày con chó ai lấy? Anh hai lấy. Đậu xanh là tao lấy nào mày? Con chó ai lấy? Anh hai lấy. Anh hai để em xuống. Để xuống nè. Xuống em xuống. Con chó ai lấy? Em lấy bây giờ mày muốn mấy lỗ? Em lấy em xuống đi hả được rồi. Ê đừng quay đi. Mẹ mày, mày phá vô quỷ gì vậy? Mày phá hơn tao nữa. Anh không phá hơn á. Mày ra đây con trai. Mày ra đây. mày. Thằng nào lấy chó, thằng nào lấy chó, thằng nào lấy chó. Bộ đi gỡ xuống đây, bộ xuống đây. Cái mặt mày đâu? Từ từ từ. Ai lấy con chó? Tao lấy con chó đúng không? Phải tao không? Tao lấy con chó, tao lấy con chó. Tao lấy con chó nào? Ai lấy con chó? Lớp hả? Con chó cho mày bắt. Ông mua tàu phản hả mày? Ngon ơi, đợi xuống á. Tụi mày bắt con chó, mày đặt đội của nó ngược, cậu chạy xe ảnh ảnh hả? Cậu giàu mới nói với tao xong. Rồi mày cháy sống mày. Chị ơi, chạy dưỡng tóc gái luôn. Chạy dưỡng tóc gái luôn hả? Vậy mày dám thôi tao. Chị ơi. Để chị dạy của em. Xì nhau. Em không xúc được. Tao biết hình luôn. Mày camera với tao hả con? Dạ. Camera. Mày chán sống đúng không? Camera của con gái à? Tụi mày cho tao hả? Hết rồi. Mày đừng có đến tao nè. Vừa. Má đâu hết đâu mày. Mày khốn nạn. Anh ơi, từ từ để xuống. Bây giờ tao hỏi mày, mày muốn mấy lỗ? Hai lỗ. Nó hai lỗ rồi, nó hai lỗ rồi. Giờ tao muốn mấy lỗ nữa. Chị ơi. Tao nói cái chuyện này, nó chuyện chạy rồi. Nè, mày chết tao là mày tao ra. Bữa sau còn hết. Còn hết. Ở đây. Chú ơi. Để lại gần đây. Làm cầm cái đưa tao coi. Anh đừng nha, cầm lên. Anh sai, anh đừng đánh em. Chú quá mày. Mẹ mày hỏi con trai à? Nó lại nói như thế nào? Hôm qua có gài lại không? Rồi gài lại tao coi. Mày từng chi tiết cho tao nha. Sai một cái tao quýnh một cái mày ba lỗ luôn. Bỏ vậy đúng không? Ai chở mày? Lấy ngay ta. Làm gãy. Hả? Đúng là tao nó vừa đây. Ai làm gãy? Tao làm đâu? Mày, anh đừng làm gãy. Cái này làm gãy. Người ta trồng mấy tháng đồng hồ mới lên là vậy đó. Ủa vậy nãy giờ là tao xử tội tụi mày xử tội tao hả? Giờ em xử tội anh à. Là hôm qua má bún tao hụt má muốn đầu thai luôn. Ở nó lên. Gài lại. Mày sẵn quay thì mày quay luôn cho tao ha, tao đưa lên công an luôn. Sao mà gãy nhiều đọt vậy? Mày né cái tao giật một cõi mà hỏi mày, lên. Chó đâu? Ông ba ơi con chó sao rồi hai đây. Làm đúng tao cuốn một cái một đi đầu thai mà. Đúng rồi, dẫn lại hiện trường vụ án bắt chó. Hôm qua có dây xe đây không? Không. Mày không dây xe vô sao mày chở con chó? Anh hai. Có dây không? Anh hai. Em sẽ ban clip này đem lên phường với hình thức là bạo lực với em. Đúng. Mẹ mày bạo lực bắt chó cho mày em vậy. Giữa. Qua ngồi tư thế vậy đúng không? Má dựng lại đúng hiện trường ha. Rồi chạy như thế nào? Dựng tóc cái tao coi coi. Quá nổi mày. Rồi chạy coi. Đúng quá. Mất dạy. Nó cắp chó thừa tao nó mất dạy. Trả chó ngoại ơi. Rồi lấy đi luôn rồi. Mày cạnh mình quay không? Tao cuốn cái theo bà nội mày quay không? Dạ đôi thừa tao cắp chó. Má ăn còn của đầu quá. Gì vậy? Kênh quậy anh tới em sáng chứ vừa không? Mày mày gãy có cái cây mà cũng tao. Gãy cây gì? Một nhánh đầu nè, một cái này nè. Đó, thêm một chỏm gì đó. Cây gì? Cây ra cái gì ta? Cây gì quên bà rồi. Thấy dạy ra đẹp quá về bước luôn. Vậy là cái này cây cỏ hả? Ờ. Mà em cây cỏ của tao này, cây cỏ này cũng của tao nữa. Tao cây cỏ của tao. Sáng không? Cây cỏ của tao. Má nó nãy giờ tưởng cái gì quan trọng lắm, hỏi cây gì không biết cây gì luôn. Anh nha. Còn đừng nó nói mà ác ôm nha. Cái cây người ta trồng vậy mà anh đứng là anh bẻ gãy ha. Mà tao hỏi mày cây này cái gì? Cây cỏ. Mẹ cây cỏ mà cũng quýnh tao. Má nóng cho bay. Cây cỏ mà nãy giờ con tưởng cây gì quan trọng lắm. Tao tưởng cái cây này chữa bệnh vô duyên mày chứ. Leo ôm kìa mắc cỡ chưa. Cái cây này có gì mà vô duyên mày không? Bà đủ cha cây cỏ của tao. Nãy giờ tao đứng tao tưởng là cây quan trọng lắm. Nó luôn dịch không? Cái cỏ lấy kẹp kẹp nó nữa. Y như nó luôn kìa. Mạnh mẽ lắm. Nó hai phai hả? Nó thua luôn. Con về mà. Tao chết mẹ luôn. Hồi nãy quên gì ta? Quên cái lồng. Chạy tới nhà rồi lên chạy. Chạy. Mày thích đâu? Thích quay nữa không? Thích. Quay là đam mê. Tao mê vô mặt mày giờ. Mày về mày nói gì hay nha. Quýnh quan mạng tao đó. Bà nội cha chứ.